Nha, mẹ thứ hai. Gặp xe ngược chiều nó to quá, tôi lái non nên là tôi phải lùi quá, lùi một bước để thấy đường rộng sông dài, lùi một tí thì không mất gì, lái non lại cứ lớn ngớ kia là quệt sức sơn thì chết. Thích ăn nhân hay là như thế nào? Con thích ăn, nhưng mà con ăn một tí xong rồi các bạn gái đến, các bạn gái đòi. Thế bố mua cho con ngồi trên xe con ăn nhé. Ăn xong rồi lên lớp. Để xem con bún thì có bún không? Có bún thì bán bún. Quán bà già kìa. Quán đấy làm gì có mỡ, đúng không? Quán bà già không có mỡ đúng không? Biết này có mở không? Lên đấy là có khi mất công vòng lại. Tôi cứ lên đấy, nếu không có thì quay lại. Nếu không có thì mua ở nhà. Nha. Đúng nhất thế. Đây, hỏi xem con gái ăn cái gì quá. Mình thì thế nào cũng được, nhưng mà con là theo sở trường, sở thích. Bắt theo ý mình được. Gần đến nơi quá nhỉ.
xong rồi vào đi. Nhà này đóng cửa suốt luôn à? Làm ăn này chết không? Tùy hôm đi bố. Giật con bị đập đầu à? Để mà thắt dây an toàn, thắt dây an toàn. Có bánh bao bán không? Hay ăn bún ở đây thôi nhá, bánh bao nhá. Con vừa nhìn anh Ben ấy. Ben ngồi kia? Không, anh Ben mẹ ở trường. Cho một cái bánh bao ngọt. Nhân ngọt, nhân ngọt và nhân đậu xanh nhỉ? Ờ, đậu xanh với đường. Mấy tiền đi nhỉ? 6.000. Đây, con cầm. Em gửi. Xin đó. Con buộc vào không nó. Buộc vào. Nó hơi bỏng lắm. Đầu các bác nhá. Xem nó ngắn này, mốc đỏ này. À, mốc đỏ thì là xong. Rồi, quán bún kia đóng cửa nên là phải cho con bánh bao. Mua bánh bao mang lên lớp ăn. Đi nhanh để ăn, không có là vẫn được mang vào đến lớp nhưng mà tí nữa bố phải cho bánh bao cặp con nhá. À, để không nhìn thấy này. Đấy là cô con thôi, chứ nhỡ mấy chị cờ đỏ sao vàng cô nhắc á là chị ghi luôn, con không biết được, con không biết là okay, chị okay. Con không biết là chị ghi không ghi, bố cứ cho cặp của con là được. Rồi, okay, okay. Đấy con lên lớp nhá. Thank you.
con đến lớp xong rồi các bạn. Ờ em lại chuyển cơ quan. Khó phải ló cái đầu ra các bạn. Anh tít trời cũng có thế anh dậy rồi. Đấy, ngó cái đầu ra. Rồi đi các bác nha. Em Creta. Hyundai Creta cho ngõ ra. Lách sang thì tránh cái xe máy là ở đâu mà đi xe máy quá. Đường thoáng em phải lên số 4 rồi. Đường đông này đi là giữa đường này, sát với vạch kẻ đường để cho xe máy họ lách bên phải. Đi người lách bên trái lắm, người ta thấy rộng người ta đi các bạn. Bóng vào vèo vèo là thật ghê, đứng trước mặt mình. Nó giảm tốc xong vấn đề số 4 bác, nó rung máy lên. Pha đấy không để ý được về số, kịp về số. Đây là về số 3, đồng tốc. Coi nhường cho xe máy đi. Sao mình vẫn ấm hơn mà. Họ vội mình cũng vội, nhưng mà họ đi xe đạp. Đáng tuổi bố mẹ mình, và kể cả là trẻ con hay mấy em cũng nhường. Nhường hết các bạn. Chứ khi bác nào đi trước em mà đi chậm quá thì em phải vượt chứ. Không có thì em nhường. Tiếp vì nó đèn đỏ rồi, cứ đạp côn về mo và cho nó trôi từ từ. Đấy, tính toán được gần đến nơi là mình phanh là vừa. Đấy, ok, phanh chết hẳn. Chỗ này đường bằng thì mình em có thể thả phanh ra, không cần phải kéo phanh tay mà không phải đạp chân phanh thì là nó đường bằng mà. Thấy video nhiều bác đỗ xe mà quên kéo phanh tay ấy là cái bài cơ bản, và những động tác cơ bản của lái xe là nguyên tắc là dừng phải. Xe là phải kéo phanh tay nếu mà dừng đỗ. Xe ngược chiều mà rẽ trái rẽ phải là mình phải đợi họ qua hết đít, hoặc nếu không thì mình phải
đánh lái xin đường. Đây là ngã tư quảng trường thành phố Yên Bái. Trước họ chậm lại thì mình vụt thôi. Chứ còn họ cố tình đi thì mình lại phanh. Bác nào có hướng dẫn nhỉ? Lưu ý là khi mà xe mà đi qua đầu mình ấy, rẽ đầu đuôi xe phải qua hết đã thì mình mới vụt lên. Tránh trường hợp là mình căn theo cái quán tính người ta đi xong người ta phanh khựng lại là mình đâm vào ít người ta. Ui, đi nữa, cướp hết cả đường này. Mình phải tránh rồi các bạn, mình phải quan sát gương chiếu hậu không thấy có gì mình tránh ra bên phải cho nó đi, cho họ đi. Họ cố tình họ lấn chém cầu vạch. Xe trước Kia lách để tránh. Để trả về vì là cái xe kia nó thoát thôi. Rất loằng ngoằng. Đúng lại là vẫn là đèn đỏ mà các bác. Lên thì có nhanh hơn được mấy giây nữa mà. Xin đường à? Cho đi. Đúng là vừa lại lách cái đằng kia thì nó nhanh hơn. Mình chiều kia ít xe hơn. Mình thì các bác ạ, pha này mà không nhanh là không khi là ăn đèn đỏ ngay quá. Cái may quá họ đi nhanh. Quen đấy rồi các bác, chết rồi, quên miến rồi, thôi rồi. Quên giao miến cho khách rồi đưa sau rồi. Kia Sorento. Xe của Kia Sorento quá đẹp luôn các bác. Vậy em sẽ dừng đây làm cái bánh mì quá này. Chào các bác nha, mời các bác ăn sáng nha. Đây, quả bánh mì đây. Em Quân chúc các bác ngày mới vui vẻ. Các bác thấy hay cho em một like nha.